Tại sao Đại Bồ Tát an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì Tại sao Đại Bồ Tát an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành đại từ, tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả? Tại sao đại Đại Bồ Tát tu hành Pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành 32 tướng đại sĩ, tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc? Tại sao Đại Bồ Tát an trụ sáu phép thần thông dị thục xanh, rồi vì các hữu tình tuyên thuyết tránh Pháp? Bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình đều chẳng thể nắm bắt được. Sự an lập của hữu tình cũng chẳng thể nắm bắt được, vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên sắc chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên sắc giới chẳng thể nắm bắt được thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên địa giới chẳng thể nắm bắt được thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên nhân duyên chẳng thể nắm bắt được đảng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng chẳng thể nắm bắt được vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được nên tất cả pháp từ duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được